Vâng, xin chào quý chú ba anh chị đã quay trở lại kênh Chợ Nhật Bãi. Hôm nay em lên clip số 22 về đồ nghề. Anh chị mình bấm like và nút đăng ký kênh để theo dõi các clip mới ha. Chốt hàng mình cứ điện thoại hoặc là nhắn tin vào số điện thoại trên tiêu đề. Thì chuyển khoản đơn trên 300 bên em sẽ bao ship, đơn dưới 300 vui lòng chuyển thêm giùm em 10.000 tiền phí ship, ship code, nhận hàng thanh toán đồng giá là 30.000 một đơn. Thì tổng quan hôm nay thì em có được một ít bonsai ha, một ít đồ nghề cũng khá là chất lượng như chị, hàng của sân cây này, Mitutuyo này, Snap On ha. Snap thì hôm nay em có những cái cây mà cần 3/4 size lớn cho anh chị mình xài cho sửa chữa xe tải hoặc là máy móc lớn á, thì mình hay xài những cái size 3/4 là nhiều ha, size 3/4. Rồi có một cây cưa, một cây khoan bằng tay ha, hàng cổ điển cho anh chị mình sưu tầm hoặc xài cũng được, của Nhật. Và có hai lưỡi rìu bự của Tosa anh chị, rìu ba lớp bự của Tosa. Rồi em xin đi vào chi tiết tập số 22 luôn. Đầu tiên mã số 1 ha. Mã số 1 thì em lên một cây này, một cây dao nha chị ăn. Cây này là hàng chuẩn nha chị ăn. Cái này thì mình có thể mình gỡ cái chốt gỗ đây nè. Các anh chị mình có thể thấy chữ bên trong hoang. Cái này thì em chưa có mở ra nhưng mà tất cả hàng chuẩn nha chị ăn. Đó. Khâu chỗ này anh chị mình thấy họ làm bằng sừng ngà màu trắng nha, sừng màu vàng. Đó. Vỏ đây anh chị ha, đây là hàng quá mới luôn, anh chị mình có thể thấy cái chất lượng là hàng khá mới. Và đây là phần tem của siêu thị Nhật ha, hàng tem của Nhật này, đó, chuẩn nha anh chị. Cây này thì cái phần lưỡi của nó nguyên zin luôn, bóng láng, bóng gương, mạ bóng gương luôn. Phần thép và thép đánh bóng gương nha anh chị ha. Chiều dài tổng thể khi mà còn vỏ là tầm khoảng 25, hơn 25.5 xăng ha. Và chỗ này mình có, thường thường anh chị mình sẽ móc một cuộn dây qua, cuộn dây cái mình đeo thêm một cái tòng ten ha. Còn chỗ này là cái khâu, cái chốt là chốt bằng gỗ họ làm nè. Cái này anh chị mình có thể mình gỡ nó ra ha, gỡ ra để anh chị mình, thường thường những cái này là rời, mình có thể gỡ vỏ rời ra. Rồi cây này là có hai đường rãnh ha, và cái phần nào đã bóng gương rồi, hàng chuẩn nha anh chị. Hàng chuẩn khâu sừng đàng hoàng. Thiết kế cây này rất là lạ nha chị ăn, rất là đặc biệt, tại vì trước thường thường là nó phát này là phát hình tam giác đều hai bên, phát đều cạnh trên cạnh dưới, từ lưỡi tiến sọ tới bụng và từ bụng này tới sống là đều giống nhau hết ha. Này có hai rãnh nha chị, này mình đánh bóng thêm chút bên trong này đó, một rãnh ngắn và một rãnh dài, hàng chuẩn của Nhật giùm em, bén cực kỳ. Đây là cái khâu màu vàng đồng, anh chị mình thấy nó bóng quá bóng nè đó. Rồi và giờ em sẽ đo phần thông số, phần lưỡi nhọn nha chị ăn. Lưỡi nhọn này tầm khoảng 14.5 xăng, bản rộng là tầm khoảng 2.2 ha, 2.2. Và phần đầu này thì nó sẽ nhỏ nha chị ạ. Đầu này thì họ làm nó mỏng hơn so với phần bụng ở giữa. Ở trên phần sống dao thì tầm khoảng là 2,5 ly, còn về cái bụng to nhất là dày nhất á. Bụng dày nhất chỗ này tầm khoảng là 5,5 ly là hàng chuẩn nha chị ạ. Hàng chuẩn cái form này là dày 5,5 ly. Rồi, lưỡi 14.5 sang kia này anh chị mình sưu tầm, đáng mình sưu tầm ha, mới tinh. Đó, rất là mới luôn. Rồi cái này anh chị mình chốt cho em mã số 1. Một cây dao Nhật ha, có vỏ, mã số 1. Rồi em lên mã số 2 ha, mã số 2. Số 2 thì em có một cây dao. Số 2 là một cây kéo cắt cành Onotetsu của Nhật, cây này size là 21 xăng. Cây này size lớn nha chị nha, 21 xăng, thường thường mình hay gặp 18, 20 á, thì cây này là 21 xăng, anh chị mình sẽ cắt những cái cành bonsai to. Hoặc là anh chị mình tay to thì mình cầm những cây này nó sẽ nhẹ lực hơn ha, mình sẽ bóp cái lực nó nhẹ hơn so với anh chị mình cầm cây nhỏ. Hàng sản xuất tại Nhật Bản ha, cây này thì thiết kế hộp nhựa để anh chị mình treo lên giá siêu thị nha chị, treo lên giá siêu thị bằng cái móc này. Rồi 20 xăng cộng với 1 xăng thành 21 xăng, anh chị mình xài nó sẽ dễ hơn. Chỗ này thì thiết kế là lò xo ruột gà ha, và theo các tiêu chuẩn của Nhật. Cây này thì hiện tại bên em đang bán trên Shopee, anh chị mình mua rất là nhiều. Về anh chị mình, các anh chị mình ở Gia Lai với lại Đắk Lắk mua rất là nhiều ha. Về anh chị mình tiệm cà phê á, thì dòng này, này bán trên Shopee rất là nhiều. Anh chị mình có thể mình mua trực tiếp trên tập này cũng được ha. Thì là 500 là chuyển khoản bên em bao ship này. Còn trên Shopee thì giá 500, anh chị mình có thể mình đặt trên đó cũng được. Có cái chương trình khuyến mại gì đó thì anh chị mình có thể mình áp những cái mã giảm giá ở trên Shopee ha. Đó. Còn ở đây thì anh chị mình cứ nếu mà chốt chuyển khoản em bao ship luôn là rất là mềm luôn. Rồi. Chiều dài tầm khoảng là 21.5 xăng nếu mà anh chị mình đo thực tế. Còn theo thông số là 21 xăng và hàng sản xuất tại Nhật Bản nên chị yên tâm, make in Japan này. Hai bên là bằng thép và ngoài bọc nhựa màu đỏ với màu vàng ha. Thiết kế này thì thiết kế gù kiểu chữ S anh chị ha, thiết kế dáng gù ha. Đó. Dáng gù không phải dáng chữ B. Rồi. Về hàng mới nên em không có test anh chị ăn, em chỉ có nhấn nhẹ để anh chị mình thấy được cái độ mới của nó nè và cái độ chắc chắn của cái con ốc ha.
Anh chị mình thấy lưỡi zin nguyên chưa xài ha. Xài xong thì anh chị mình nhớ lau khô với nhựa cây, lau sạch nhựa cây đi để mình bảo quản ha. Thì những cây này xài rất là bén, giữ cạnh tốt anh chị mình xài thì càng ngày nó càng bén chứ. Nhưng mà mình phải lưu ý là mình lau kỹ cái nhựa cây giùm em ha. Nếu mà mình bảo quản cẩn thận thì anh chị mình xài tầm khoảng 5 năm, 7 năm, 10 năm là bình thường ha. Đó, cắt đúng lực và anh chị mình cắt theo cái đường chéo của cái cành cây giùm em. Rồi mã số 2 giá là 500. Em lên mã số 3. Số 3 ha, số 3 thì em có một cây. Số 3 là một cây dao động giấy của Nhật ha. Đây là một cây mà thép khung bằng thép khung rỉ của Nhật. Dòng NT Cutter V300, dòng này thì khá là xịn, mã số 3. Cây này thì có hai lưỡi cắt nha chị ha. Thiết kế giống như Alpha mà anh chị mình thấy thép thép khung rỉ, nhưng mà cây này thì thấy nó còn xịn hơn Alpha, nhìn cái dáng của nó đẹp hơn. Chiều dài tầm khoảng là 13 cm, cái này thì về anh chị mình gỡ các chi tiết ra, các anh chị mình đánh bóng phần thép khung rỉ thôi chứ này hơi dính dơ thôi, chứ còn bản thân nó còn đẹp nha. Cutter V300 của Nhật này. Thì có hai lưỡi, anh chị mình có thể thấy cái lưỡi vắt chéo ở dưới này, còn ở trên này là một vắt chéo. Khi anh chị mình xài lưỡi xong, anh chị mình có thể mình đảo chiều ngược lại, mình lấy cái lưỡi đi ra mình xài lần tiếp ha. Cái chốt nó bằng đồng, trên này có chữ Made in Japan. Đây. Lưỡi là còn thẳng như chưa? Về thì vắt theo kiểu này là vắt theo kiểu một mặt tay phải luôn á, nên là anh chị mình tay phải mình xài. Này anh chị mình về mình ghép cành bonsai ngon này, đọc giấy cũng được. Đây à, bên này mình kéo ra luôn cũng được anh chị. À cái lưỡi này ngắn hơn ha. Không phải mình quay ngược lại đâu. Mình xài cái lưỡi ngắn thì mình xài bên này, xài lưỡi dài mình kéo ở đây ha, rất là tiện lợi luôn. Rồi cái gì nó có mẻ dăm chút thì về anh chị mình mài sơ lại giùm em ha. Vắt một mặt cho tay phải giùm em. Đó, hai lưỡi hai bên. Kéo lên ha. Này về mình nhớ spa vệ sinh thêm giùm em chút xíu ha. Hoặc là mình có thể mình mua những cái lưỡi trực tiếp từ bên Nhật về mình thay vô cũng được. Còn cây này lưỡi còn ngon, xài hai lưỡi đàng hoàng. Chiều dài tầm khoảng 13 cm, mã số 3 giá 130. Em lên mã số 4. Số 4 em có một bộ tô vít ha. Bộ này hàng xài lướt thân bằng đồng của hãng là Rubicon của Nhật, được sản xuất tại Nhật, gồm 6 chi tiết. Cho anh chị mình mở những cái linh kiện điện tử nhỏ này hoặc là những ốc vít đồng hồ ha. Mạch điện tử thì mình sẽ sử dụng cây này Made in Japan, sản xuất tại Nhật. Thì cái vỏ này do nó cấn thì nó hơi có bị rạn thôi. Đó, về mình đổ keo cho nó cứng lại giùm em luôn cũng được. Hàng xài lướt anh chị em rất là mới luôn. Để có những cái tem nhãn đầu trừ thì màu xanh ha. Đầu cộng thì màu vàng. Đầu cộng này màu xanh luôn này. Đây một cọng màu đỏ ha. Thân nó bằng đồng anh chị em, hàng xịn nha. Đầu này thì có xà lướt thôi. Thì trực tiếp tổng quan em thấy thì họ có xà lướt cái đầu 0.0 này, xà lướt chút xíu. Còn lại những cái đầu còn lại là đẹp anh chị nha. Bằng đồng, cái này mình xoay xoay được ha. Mình xoay xoay như thế này được. Hàng Rubicon được sản xuất tại Nhật. Có mỗi cái đầu là 0.0 này, đầu cộng 0.0 này nó hơi có xà lướt chút nha anh chị em. Còn lại là những đầu lại là còn zin đẹp nha. Đó. Đầu trừ này. À cái này đầu nhọn ha, còn nó còn nhọn tăm luôn. Đầu trừ này. Đó, đầu cộng này. Có mỗi cái đầu này có xà lướt chút ha, và thân nó bằng đồng. Bộ này thì xịn nha anh chị. Cán bằng đồng. Để em hít 500 thử luôn ha. Đồng mua hít 500 nha chị nha. Bộ này khá là xịn. Rồi, bộ này anh chị mình chốt giùm em mã số là 4, giá là 250. Chị vỡ cái chỗ này nha chị ăn, nên là mình đổ keo này kia vô giùm em. Gãy cái bạn lề chỗ này này, đó. Rồi mã số 4 giá là 250. Em lên mã số 5. Có một cây tô vít hai đầu ha. Tô vít hai đầu mình có thể mình gắn những cây vít ngắn, cái size ngắn 6.35 ly vô mình xài cũng được. Hàng được sản xuất tại Nhật Bản, Made in Japan này. Japan, Made in Japan ha. Đó. Hình như còn một chữ Made in Japan nó nằm đâu này. Đẹp nha chị ha. Cán là rất là mới này, còn cái này anh chị mình thấy đầu trừ còn nguyên zin ha, đầu trừ còn nguyên zin, mạ chrome còn bóng, đầu cộng cũng còn nguyên zin ha, rất là đẹp. Cây này thì dài tầm khoảng là 13.5 cm, có hít từ hít 500. Đây anh chị mình gắn vô, muốn xài đầu cộng thì gắn đầu này, muốn xài đầu trừ thì anh chị mình gắn đầu này giùm em. Chiều dài tầm khoảng là 19 cm và đầu cộng là PH2, còn đầu trừ là đầu trừ 6 ly giùm em ha, 6 ly. Rồi mã số 5 giá là 90.000. Em lên mã số 6. Số 6 em có một cây thước ha. Thước này thì hàng của Mỹ chị ha. Thước này tới biết mấy mét đây. In hệ mét ha. Mét 1 2 3 ở dưới là in ở trên và hệ mét anh chị ha. Made in dưới ra được sản xuất tại Mỹ ha. Ấn vô khóa thì cái nút chỗ này như nó khóa nó bị cứng cái gì anh chị, về thì giờ em bán cái chức năng là không có chức năng khóa ha. Về anh chị mình có sửa chữa được thì mình sửa ha. Mình có sửa cái chức năng khóa thì mình sửa cho em.
Còn cây này thì bên ngoài mạ còn đẹp này. Hàng của Mỹ nha chị nha. Hàng của Mỹ mà mất cái tem bao nhiêu mét ở đây này. Mm cảm giác nó rất là không biết mấy mét luôn. Để em gỡ ra hết luôn ha. 2m6 nè. À, thức là thức 3m6 như chăng 3m rưỡi á, 3m rưỡi nha. Đây anh chị mình thấy cái cuối cùng này đó, ở chỗ này là ghi là 3m6 ha, tới đây là 3m6 thì thức này thường thường là 3m rưỡi, tương đương với 144 feet ha. Đẹp hết nha anh chị, đẹp hết như thế này giùm em, 3m rưỡi ha. Rồi cái này anh chị mình chốt cho em mã số 6 ha, mã số 6. Em lên mã số 7. Số 7 thì em có một cây mỏ lớp thép đen của hãng Lobster thiết kế giảm trọng lượng và leo cao ha. Cái này thì thép đen xài cực kỳ bền, ngàm còn đẹp nha chị. Ngàm xài lướt còn thẳng đẹp ha. Lobster con tôm của Nhật, đây nó hơi có chày chày cái phần vỏ nhựa chút xíu. Cây này thích hợp cho anh chị mình sửa bên điện lạnh, bỏ vô tủ túi đồ nghề anh chị mình đi làm và leo cao. Chiều dài tầm khoảng là 14.5 cm. Cây này thì hàng xà lướt nha chị, ăn da dẻ còn láng đẹp và ngàm cũng còn có xà lướt chút xíu ha, ngàm rất là chắc để mình sử dụng. Chỉ hơi có một cái dấu cấn sơ thôi. Thép đen của Lobster con tôm có cái phần mực laser Lobster con tôm ở đây luôn. Dòng này hình như là UM, để em đo luôn. UM 26 nha chị, đo cái này tầm UM 24 ha. UM 24. Cái này chốt cho em mã số 7, giá là 170. Mỏ lết thép đen của Lobster con tôm bộ Nhật. Rồi, em lên mã số 8. Số 8 thì em có một cái, số 8 là một bộ hoang bộ xài cho máy bắn vít. Bộ này của hãng là Powernut ha, Powernut. Bộ này thì vừa có hệ mét vừa có hệ in, rất là dễ xài. Và xài cho máy bắn vít thì anh chị mình xài rất là nhiều nè. Bu lông hàng là chưa sử dụng nha chị, đều 6 cạnh rất là dễ xài. Rồi cái này thì 5 ly, 5 ly rưỡi, 6 ly, 7 ly, 8 ly, 10 ly và 12 ly. Đầu nguyên zin chưa sử dụng, sử dụng cho máy bắn vít 6.35 ly dùm em ha. Ở trên đây là các size in 3/16 đến to nhất là 7/16. Nó hơi cứng chút về anh chị mình gỡ ra dùm em ha. Do để bãi nhiều khi nó dính nước này, 3/8 này. Đầu rất là đẹp nha anh chị. Đầu nguyên zin đẹp nha. Đó. Rất là rõ ràng. Sử dụng đầu vít là 6.35 và cái chuôi nó cũng rất là dài, anh chị mình cầm chắc chắn nha. Rồi bộ này chốt cho em mã số 8, giá là 250. Một bộ xài cho máy bắn vít hệ in và hệ mét, sử dụng cho lục giác âm ha. Em lên mã số 9. Số 9 em có một cây kìm mỏ quả thao tác nhanh mà mình hay gọi là ca tự động. Cây này thì hàng của hãng SK11, dòng sản phẩm là SWB250QA. SK11 ha. Dòng này là dòng kìm mỏ quả tự động nha chị nhé. Cái đầu cây mình búng lại, mình đứng giữa là nó chắc nè, không có trượt ha. Mỏ quả tự động. Cây này thì hàng xà lướt còn đẹp nha chị. Đây, phần răng anh chị mình thấy còn rất là đều này. Răng đều tăm tắp ha. Họ xà lướt chút xíu thôi. Không có bị chóc mạ chrome gì hết, chrome còn đẹp. Đó, đây anh chị ha, răng đều tăm tắp này. Đây, họ chỉ có xà lướt chút xíu bên này thôi anh chị mình thấy nè. Đó. Rồi cây này là kìm mỏ quả tự động của SK11 của Nhật. Mình sẽ kẹp được hình trụ này, hình những hình vuông, hình hộp, hình bát giác hoặc là hình tròn ha. Theo giống như cây mà Canibet của Đức mà anh chị mình kẹp cái ngàm, cái tiết kiện này anh chị mình, cái kiểu ngàm này thì mình kẹp được rất là nhiều cái tiết diện khác nhau, hình trụ, hình tròn, hình hộp, hình chữ nhật, hình vuông. Rồi cái này mình sẽ kẹp được tối đa tầm khoảng là hơn 55 ha, tầm khoảng là phi hơn 55, 5.5. Chiều dài tầm khoảng là 25 cm. Cây này chốt cho em mã số 9, giá là 240. Kìm mỏ quả tự động của SK11 của Nhật. Số 10 thì em lên một cây ha. Số 10 là một cây vít dài PS2 của BB Swissmax Thụy Sĩ. Đầu này hàng xà lướt còn nguyên zin. Đó. PS2 nha chị ha. Và cây này khá là dài, mạ chrome còn đẹp. Thép cứng có tua dầu nên độ cứng HRC cao. Anh chị mình vặn đỡ bị trượt đầu cây tô vít và trượt đầu cái con ốc của chị mình luôn. Đối với hàng mà mắc tiền như là xe hơi hay là những chi tiết mà mắc tiền thì mình vặn nó đỡ hơn con ốc zin ha. Mã số 11 giùm em. À, mã số 10 200. Mã số 10 cây này rất là mới chứ. Mình chỉ thấy cái phần mực màu trắng còn đẹp nè. Đó. BB Swissmax theo tiêu chuẩn ha. Của Swissmax Thụy Sĩ. Phần
thép không là dài khoảng là 3 tấc rồi là 30 xăng, phần cán tầm khoảng là 10 xăng nữa là 40 xăng ha. 4 tấc một cây, tôi viết tới 4 tấc lận. Mã số 10 giá là 200. Em lên mã 11. Rồi 11 thì em có một cây kìm điện ha, kìm nguội. Cây này thì hàng của hãng là Mary Nhật, logo Jojic, đồ điện Nhật, hàng đời cũ. Nên anh chị mình thấy có logo hình thoi và có ba cô gái ở trong. Cây này thì hàng xài lướt còn đẹp anh chị. Kìm nguội ha, kìm nguội trong này có số 71 này, Mary. Lưỡi cắt thì anh chị mình thấy là cũng có hở chút xíu, nhưng mà cây này anh chị mình xài kìm nguội ngon. Mình cắt kẽm hoặc là mình cắt dây lưới B40 đó mình cắt ngon ha. Và anh chị mình thấy lưỡi cắt còn ngon nè. Nhìn vậy chứ cắt ngon lành. Rồi. Ngà bên trong anh chị mình thấy răng cũng còn khá là đều ha, không có bị cấn dập gì nhiều, răng còn nhô cao, răng to. Size của cây kìm nguội Mary này của Nhật là 20.8 xăng. Anh chị mình chốt giùm em, cây này 20.8, mã số 11 giá 170, một cây kìm nguội Mary còn đẹp của Nhật. Logo Jojic nội địa Nhật. 12. Em có một cây khóa tự động 4 số của hãng là Sân Cây ha. Dòng này thì mình sưu tầm cũng được anh chị em. Cây này thì rất là đẹp. 10, 10, 13 này, 12, 14 này, Made in Japan, sản xuất tại Nhật, đầu nguyên zin luôn. Răng là đều tăm tắp ha, không cấn dập luôn, quá mới anh chị. Đây phần về bánh răng bên trong là can luôn ha, không bị dính dơ gì luôn anh chị. Quá mới ha. Rồi nghe tiếng bánh răng là mình thấy mới rồi. Rồi cờ lê số khóa tự động 4 số 10, 13, 12, 14 của Sân Cây của Nhật ha. Nếu mà anh chị mình đang thiếu cái dòng 2B này thì mình chốt cái này về bộ sưu tập cũng được, đủ tiêu chuẩn để mình sưu tầm. Dài 17 xăng. Rồi mã số 12 giá là 350. 13. Em lên một cây mỏ led ha. Cây này mỏ led hàng chưa sử dụng của hãng KTC của Nhật, size 20, logo Jojic nội địa Nhật. Cây này thì quá mới anh chị. Ngà nguyên zin này, rất là đẹp ha. KTC. Đó, size là size 20 xăng ha. Đó, cây này thì mình xài được, sưu tầm cũng được, ngà nguyên zin đây. Ngà nguyên zin luôn ha. Đó. Rồi, cây này anh chị mình chốt cho em mã số 13 giá là 170 ha. 13 giá 170. Đây nó có một cái dấu sơ được chóc mạ chút xíu này. Đó. Hàng view rất là kỹ nha chị nha. Mã số 13 170. 14. Em lên một cây 14 là một cây cắt kính của Đức ha. Cây này là Made in Germany của Đức, của hãng là Libet này. Libet Nit này. Đó, cây này là hàng của Đức luôn. Cây này thì lưỡi cắt này là cắt kiếng nha chị em. Cắt kiếng giùm em. Đây là cái đầu cắt còn nguyên zin nha chị em. Đầu rất là đẹp anh chị mình thấy này. Cái này anh chị mình làm bên tủ nhôm, tủ kiếng á, mình xài cái này rất là nhiều. Thân nó bằng đồng luôn nha chị ha. Cái thân nó bằng đồng luôn. Đó. Cái anh chị mình ốc bằng đồng này, nó không quá là nặng này. Có một cái ron luôn. Cái này chắc là để những cái lưỡi cắt á. Để có cái ron này nó không có bị ẩm không khí vô, ẩm vô. Nguyên thân nó bằng đồng nha chị. Hàng của Đức đàng hoàng. Này mình sưu tầm cũng được, xài cũng được ha. Rất là xịn, của Đức. Một cây dao rọc kiếng, cắt kiếng dài tầm khoảng 18 xăng. Rồi mã số 14 nè, 250. 15. Cây đó ít gặp, anh chị thường thường gặp hàng Nhật nhiều. 15 là em lên một cây kìm nhọn của Cani, kìm nhọn của Channel Lock của Mỹ. Phần cán anh chị ha, có chảy chảy sơ nhưng mà không có rách nha. Cán màu xanh đặc trưng của Channel Lock của Mỹ. Rồi trên này có chữ ha, USA nè. Cây này anh chị mình thấy có cái quần, họ có tô dầu, có rèn nên anh chị mình thấy cái lưỡi cắt nó cứng này. Rồi cây này lưỡi cắt khít đẹp anh chị nha, 326 Channel Lock của Mỹ ha. Và cây này thì anh chị mình thấy răng đều tăm tắp nha. Cây này răng rất là đều, gần như là chưa xài luôn. Chiều dài của cây kìm nhọn Channel Lock của Mỹ này là 15.5 xăng. Rồi giờ em sẽ bấm cho anh chị mình xem ha. Bấm cái dây điện ngon nha chị nha. Này quên, em chưa bỏ dầu vô cái phần ấy thôi, ngon nha chị. Rồi chị mình bỏ dầu vô cái khớp cho em ha. Rồi cái này chốt cho em mã số 15, cái kìm nhọn Channel Lock của Mỹ, 250. Em lên mã 16. Rồi 16 thì em có một cây kìm nhọn này là của Snap-on của Mỹ ha, 16. 16 nha chị em, 16 giùm em. Rồi cây này thì kìm nhọn Snap-on của Mỹ. Đối với cây này thì mình sẽ kẹp những cái ống lọc dầu hoặc là ống nước làm mát á, mà hoặc là mình có kẹp cái con bugi mà trong góc kẹp trong gầm xe, xe máy, xe hơi thì mình sẽ sử dụng cây này. Nhìn cái dáng là anh chị mình biết là hàng của Snap-on rồi ha. Anh chị nào mình chơi hàng Snap-on thì anh chị mình rành. Đây cái chỗ này nó hơi có bị nứt cái vỏ chút thì về anh chị mình đổ keo lại giùm em cho nó cứng ha. Đó. Rồi.
Hàng này là hàng của Snap-on ha. Nhìn vô hồi trước em hay bán những cái kìm nhọn nhỏ nhỏ ngắn ngắn á, thì chị mình thấy cái này thì do là mực in laser nên là nó có bị mờ. Ok ha. Rồi về phần răng chứ. Rồi cái này cũng có sàn nước chút xíu bên ngoài ha. Răng thì làm răng cũng không có nhô cao, họ cũng làm răng tà tà thôi. Và cái này thì da dẻ còn láng nên chị mình xài. Răng thì cũng có xà lướt chút ha. Cái này anh chị mình chốt cho em mã số 16 ha. Một cây kìm của nhọn của Snap-on của Mỹ dài 28.5 cm, mã số 16 3,5 cm. Anh lên mã 17. 17 em có một cây đây, 17 có cây này luôn ha. 17 là một cây tô vít tự động của Snap-on của Mỹ. Cái này thì hàng còn khá mới. Nhìn cái chốt bằng nhôm này, chị thấy chốt là cái chốt tray bằng nhôm ha. Mình sẽ xoay qua là mình đảo chiều ngược lại này. Đó. Không có bị gặt lại nha chị ạ. Anh chị mình thấy ngon lành này. Đó. Phần mạ chrome ở trên phần thân còn nguyên zin luôn. Snap-on của Mỹ ha. Cây này là màu cam và dáng là dáng vắt chéo một góc tầm khoảng 45 độ. Rồi ở giữa là anh chị mình sẽ cố định lại. Quay ở đây là anh chị mình thấy ngay cái tâm vô đây gạch đây là mình sẽ cố định lại không xoay được ha. Rồi, quật qua bên này. Đó. Nghe cái tiếng răng là mình thấy đầy đủ chân chu nha chị ha, hàng còn khá mới. Rồi quay ngược lại ở giữa ha, ở giữa là mình sẽ cố định lại. Đó. Không có xoay chuyển được ha. Rồi quay qua bên trái. Không có gạch ở đâu hết ha. Cây này thì có mỗi cái phần mà nó hơi có bị chày chày cái phần họ không biết họ cưa cán này này. Nhưng mà cái vỏ rất là dày, anh chị yên tâm thì xài không sao, có một cái dấu chỗ này thôi. Đó. Cái vỏ thì nó cực kỳ dày, cái này là cái góc cạnh thôi, không có ảnh hưởng bên trong, không vô tới trong ha. Cái răng nó còn rất là mới đấy chị. Đây anh chị mình thấy cái chỗ mà họ cưa này, nó rất là dày nên anh chị yên tâm không tới trong đâu, cái thành nhựa rất là dày. Cây này chỉ có một đầu VH1 cầm kèm theo thôi nha anh chị ha. Về anh chị mình xài chung các đầu vít 6.35 ly khác mình xài chung vô là được. Đó. Cây này là có kèm theo một đầu vít trừ thôi, USA này. Đó. Nên là anh chị mình xài chung là các cây khác giùm em ha. Nghe tới miếng răng cây mới rồi. Rồi cây này chốt giùm em mã số là 17 ha. Chiều dài phần cán này tầm khoảng là 15 cm. Còn chiều dài phần thép này tầm khoảng là 8.5 cm ha. Mã số 17. Một cây vít Snap-on, vít tự động Snap-on góc chéo 45 độ ha. Dòng sản phẩm là SSDMRE4. Mã số 17 ha. Em lên mã 18. 18 em có một cây lấy dấu. 18 là một cây lấy dấu này thì hàng của hãng San của Nhật, hàng của hãng Auto lấy dấu tự động này. Đó. Đầu hợp kim và đầu còn thẳng đẹp nha chị. Phần thân ở trên này là phần thân thép luôn ha. Phần thân thép của hãng San của Nhật. Auto Pump lấy dấu tự động San của Nhật. Anh chị mình hay gặp ở những cái thùng đồ nghề ghi chữ San này là hãng San của Nhật ha. Phần đầu này anh chị mình có thể mình lấy những cái búa hoặc là mình lấy dấu cho nó mạnh hơn. Còn này anh chị mình chỉ việc nhấn xuống là mình lấy dấu được rồi. Chiều dài của cây lấy dấu này tầm khoảng là 12.7 cm. Mã số 18, giá là 280. Cây này thì còn khá mới. Thân là bằng thép mới tinh này. Đó. Đầu đẹp anh chị, đầu lấy dấu, đầu hợp kim. Này anh chị mình lấy trên sắt thép ha. Nên là anh chị mình có làm bên cơ khí hoặc là mình bên thợ tiện thì mình cần lấy dấu thì mình xài những cái này nhiều. Mã 18. Em lên mã 19. 19 thì có một bộ cờ lê miệng của hãng Top, hàng mới chưa xài ha. Bộ này thì dòng sản phẩm là Top 66SS-6000B ha. Cây này là bộ này chưa xài luôn chị, đầu nguyên zin chưa sử dụng ha. Đó. Đây. Bộ này gồm có 246 cây theo cái vòng này luôn và bộ này thì rất là đẹp anh chị ha. Mới tinh này. Ok ha, mới tinh. Rồi, như là cái chỗ đó mà nhỏ nhất là như là 5 nhỏ nhất là 67 như chưa, nhỏ nhất là 67 và lớn nhất là 24 và chắc 22 ha. 22 và 24. Đây, có số rõ ràng nè. 67 như chưa, 67 8 10 12 13 8 10 11 11 13 ha, 12 14 17 19 22 và 24 ha. Rồi. Và bộ này thiết kế rất là mỏng đó chị, cho anh chị mình vô những góc kẹt, góc hẹp được này. Cây 67 thì dài tầm khoảng là 10 cm và cây 22, 24 thì dài tầm khoảng là 22 cm. Rút cho em mã số 19, giá là 370 ha. Bộ tốt. Em lên mã 20. 20 em có một cây búa của hãng Susa, Susa Kuso của Nhật thép ghép ha.
hai bên này sẽ là ghép thép, anh chị mình xài rất là bền, anh chị mình thấy cái quần thép ghép bên ngoài này đó. Cây này có ghi số là 450 gram, đây là cái mộc của Susa Sasa Kuso của Nhật búa ghép đó. Cán rất là mới, liền lạc ngon lành, và một đầu là đầu lồi, và chị mình thấy nguyên zin này, đây là đầu phẳng ha, đẹp chút, quá là mới ha. Thì hàng bên em lựa rất là kỹ và độ mới cao để anh chị mình xài bền nha chị. Cân nặng cây này tầm khoảng là 560 gram, cán thì cũng dài nên chị mình xài ngon, cán dài tới 35.5 cm, đầu búa dài tầm khoảng 9,5 cm và đường kính đầu đóng là tầm khoảng 27 và 3 cm. Mã số 20, giá là 200 ha. Em lên mã 21. Cây này cũng là một cây búa bi ha. 21, cây này là bi của hãng KTC, dòng sản phẩm là PH45525. Thì cây này thì cái bề mặt hơi có nhăm nhăm trên kim chút này, do là do để lâu hơi có ố vàng vàng nên chị, còn phần đầu này thì đủ độ cứng để anh chị mình xài ha. Cây búa này là búa bi của KTC. Cân nặng tầm khoảng là cây này cân nặng tầm khoảng là 740 g ha, 740 g. Phần cán còn liền lạc, trên này có chữ Saban. Đó, cán còn liền lạc ha. Phần thân cũng còn đẹp nha chị ha, đây hơi có một cái vết chấm dính nước này. Đó. Rồi, này về chịu khó đánh bóng thôi, đầu thì cũng có xà lướt mà không có bị cấn dập bể đầu. Đầu còn đẹp anh chị. Thép nè, KTC của Nhật ha, đầu bi còn láng đẹp. Rồi cái này anh chị mình chốt giùm em mã số 21, giá là 220, một cây búa nặng 740 g, búa bi của KTC. Anh chị mình nào mình xài size 740 g thì mình chốt cái này ha, KTC. Em lên mã số 22. 22 thì em có một cây búa bi ha, cây búa đinh. Cây này thì hàng của Nhật ha, cây này của hãng Magnum của Nhật này. Đó, cán liền lạc ngon lành, ngang chữ Nhật đầy đủ, dòng cảnh báo là đeo kính bảo hộ ha, Made in Japan, sản xuất tại Nhật nha chị nha. Đây phần thân này còn nguyên zin đẹp nha, Made in Japan khắc chìm trên phần thân luôn. Đầu đẹp nha chị. Rồi phần răng còn nguyên zin ha. Đây có hai cái vết chảy sơ này, hai vết cắn sơ không ảnh hưởng gì nhiều. Rãnh chống trượt. Rồi Magnum của Nhật, Made in Japan, được sản xuất tại Nhật, đầu nhổ đinh còn đẹp nha chị. Chiều dài cây búa này tầm khoảng là 37 cm hơn ha. Đường kính đầu đóng thì tầm khoảng là 27 ly. Cân nặng đầu cây búa này là búa đinh của hãng Magnum, sản xuất tại Nhật Bản, là tầm 550 g. Chốt tụi em mã số 22, giá là 220 ha. 23, em có một cây búa 23 em có một cây búa đinh. Cây này là hàng của Dokyu. Cây này thì rất là mới chị ha. Đầu nguyên rãnh chống trượt này, quá mới ha, quá mới. Và cán gỗ gặp nữa, Dokyu, và cây này rất là mới. Cán gỗ nè, nguyên zin đẹp nha chị. Đó. Rồi, phần đầu có những cái rãnh chống trượt còn nguyên zin ha, những cái vết cắt tròn cũng còn nguyên zin này. Chốt nem chắc chắn, logo Dokyu có dấu chấm của Nhật luôn. Đầu nhổ đinh láng tinh luôn chị ha. Phần thép màu bóng màu trắng vẫn còn. Cái này mình sưu tầm ok ha, búa cán gỗ Dokyu của Nhật. Cân nặng là khoảng 520 g, 530 g. Phần cán dài tầm khoảng là 37 cm và đường kính đầu đóng tầm khoảng là 28 ha. Chốt cho em mã 23, búa đinh Dokyu cán gỗ rất là mới, 260. 24, em lên một cây búa bi của Fairmount của Mỹ ha. Cây này thì phần cán thì nó hơi có bị nứt chỗ này rồi, về anh chị mình có thể mình đổ keo, là một mình lấy dây ruột xe đạp á, anh chị mình quấn lại cho nó cố định nó chắc là được, cũng được ha, là mình có thể mình tận dụng lại, không thích thì mình có thể mình thay cái cán mới, nhưng mà mình đổ keo là anh chị mình lấy ruột xe là mình quấn là mình xài ngon lành rồi, xài cực kỳ bền, nồi đồng cố đá ha, Made in USA, Fairmount của Mỹ, đầu của đinh đầu đóng rất là đẹp anh chị, ok ha. Đầu đóng nguyên zin đẹp này, quá láng luôn. Cân nặng quy búa bi Fairmount này của Mỹ tầm khoảng là 530 g. 530 g ha. Cán dài 29,5, đường kính đầu đóng là tầm khoảng 28 ly. Rồi mã số 24, 350, một cây búa bi Fairmount của Mỹ. 25. Em lên một cây búa của Mỹ luôn. Dòng này là dòng của hãng Swing ha. Anh chị mình hay thấy cái logo hình cánh chim Swing này, đó. Cán còn liền lạc ngon lành màu xanh. Đây. Dưa ra. Đó, dưa ra hàng của Mỹ ha. Đó, dưa ra. Rồi trên này là S-Queen ha. Phần trên này thì cái màu thời gian nó để bãi thì nó hơi có chân kim thôi, chứ không có sao, anh chị mình xài rất là bền. Đó. Đây có một cái dấu chấm sơ ha. Đó. Những cây này thép rèn anh chị mình xài rất là bền. Đó. Đẹp nha, đây là cái phần mà lướt da ngoài vẫn còn này. Này mụn nổi chăm chăm thôi chứ không có bị rỗ thép đâu, anh chị yên tâm mình xài cái đường G này còn này, nước sơn một rà xám còn này.
Cân nặng cây búa Edwin này của Mỹ tầm khoảng là 860g, 870g anh chị ạ, 870g. Chiều dài phần cán búa là tầm khoảng 32 cm, chiều dài phần đầu búa là tầm khoảng 17 cm ha. Đấy là 800 mấy chục gam, chốt giùm em mã số 25, giá là 400. Búa Mỹ ha, Edwin 26. Rồi. Này có một cái sạn ha, sạn là của hãng lại Everest hãng này của Nhật anh chị em, Everest này của Nhật này. Mã số 26 ăn lâu rồi em quên cái tên. Cán gỗ còn liền lạc anh chị em, cán gỗ còn lan lên một cây sạn gấp ha, cây sạn gấp cho anh chị mình đi rẫy đi rừng, mình có đào cây không, đi vườn mình đào này. Nước sơn cũ là màu rêu anh chị em, màu xanh rêu đẹp anh chị em, cán chắc chắn là hoàng, cái chốt là bằng nhôm này. Mình để sẵn cũng được hoặc là mình để cuốc cũng được ha. Cái này chọn bỏ dưới dầu cho mình xếp cho nó nhanh. Mình để sẵn cũng được, để mình cuốc cũng được anh chị ạ. Hàng Nhật anh chị ạ, hãng này hãng E, có chị E ở đầu hay gặp ở những cây sẵn á anh nhỉ. Rất là chắc anh chị ạ. Chắc cực kỳ. Rồi, nhìn vô là thấy hàng Nhật là thấy nó khác biệt liền ha. Cán còn liền lạc ngon lành. Đó. Bây giờ em đo thông số ha. Đo thông số. Đây tên hãng nha chị em, để đọc qua camera có rõ hơn không. Đây tên hãng nha chị em. Rồi. Đẹp nha chị em, da dẻ láng mịn, những cây này xài rất là bền, mình có đi rẫy đi cắm trại hay kia mình mang theo cũng được. Chiều dài sạn là 20 cm, rộng sạn là tầm khoảng là 15 cm ha. Lấy 20 rồi, với 30 là 50, 50 với lại 50 với lại 21 đó là 71 cm ha, chiều dài tổng là 71 cm. Cái này thì rất là đẹp anh chị. Không có bị rỗ rỉ hết, còn nguyên cái lớp da luôn. Rồi cân nặng của cây sẻ này tầm khoảng là gần 900 g anh chị ạ. Mã số 26, giá là 320 một cây sẻ gấp, nhập còn rất là đẹp. Em lên mã số 27. Rồi 27 em có một cây 27 là một cây kìm mỏ quả của Ấn Độ ha. Đây là một cây kìm mỏ quả Ấn Độ. Cây này thì thiết kế giống như là Heiko của Đức anh chị em. Thiết kế giống Heiko, những cái rãnh để chị mình cầm êm tay này. Đó, Heiko của Đức ha. Đây. Thiết kế giống Heiko của Đức, còn cây này là cây của Ấn Độ anh chị em. Dòng sản phẩm là Joker. No 145 chạc 10 gạch 25 nên 25 cm. Phần răng ngàm thì vẫn còn đẹp để mình sử dụng anh chị em. Đây. Đó, mạ chrome còn nguyên zin ha. Thì dòng này thiết kế giống Heiko của Đức nên là họ làm răng không có nhô cao chứ, răng họ cũng làm tà tà và răng này còn rất là đẹp này. Răng gần như đều tăm tắp luôn. Đó. Kẹp ngàm tối đa được tầm khoảng là 35 giùm em, phi 35, mã số 27, giá 130 ha, một cây mỏ quả của Nhật ha, của Ấn Độ ha, và thiết kế theo cái này thiết kế rất là giống Heiko của Đức anh chị ạ. Hình như là cây này cũng theo các tiêu chuẩn của DIN luôn á, made in Ấn Độ à. Heiko ha, à quên Ấn Độ ha, mã số 27 130. Em lên mã số 28. Rồi có một cây mỏ LED ha, cây mỏ LED thiết kế giảm trọng lượng, ngàm rộng của hãng Top, dòng sản phẩm HM25 sẽ kẹp ngàm tối đa được 25 ly. Made in Japan của Nhật, cây này thì đẹp như chưa? Hai xài lướt còn đẹp này. Lưỡi là khít này, đó. Chiều dài tầm khoảng là 16 cm. Cái này thích hợp cho anh chị mình làm bên điện lạnh ha. Mỏ LED thép đen của Top. Ngàm to. Đẹp anh chị ha, ngàm nguyên zin này. Mã số 28, 250. Mỏ LED thép đen của Top, mở ngàm 25 ly. Thiết kế giảm trọng lượng leo cao cho anh chị mình bên điện lạnh. Em lên mã 30, 29. 29 em có một cây kìm bấm Varip của Mỹ dòng 10R ha. Cây này thì khá là đẹp, còn nguyên zin đẹp này. Mọi chi tiết còn rất là mới nha chị ha. Đó. Chiều dài cây kìm bấm này tầm khoảng là 22 cm hơn ha, hơn 22 cm. Dòng 10R này thì giống dòng là 10CR này. Dòng 10R size 22 của Varip của Mỹ. Ngàm nguyên zin nha chị ha, quá trời mới này. Đó. Ok ha. Răng dưới, răng trên ha. Nói chung là hàng cũng có xài lướt nhưng mà răng còn rất là đẹp. Mạ chrome còn nguyên zin. Rồi. Cái này chốt cho mình mã số 29. Số 29, 800, dài 22 cm. 30. Em có một cái 30 là một cây tô vít đóng thép đen của
Vetsell của Nhật, dòng này 2009. Thì thường thường anh chị mình hay gặp cái dòng thép mạ chrome ha, thì đây là dòng thép đen cứng cáp hơn, đầu nguyên zin không có dấu đóng dấu dập gì này, những cái vân cắt tròn vẫn còn ha. Thép đen của Vetsell No 2009, dòng này anh chị mình thấy thường thường mình gặp 2005, 2006, 2007, 2008 á, thì đây là dòng Vetsell 2009 cao cấp ha. Led Bright đảo chiều, anh chị mình xài đầu vít cũng được, anh chị mình xài đầu 1/2 cũng được ha, đầu 1/2 còn đẹp này. Đó, cái này hàng xài lướt còn đẹp nha anh chị nha, đầu 1/2 này. Xài chung với khẩu 1/2 cũng được, hoặc là anh chị mình xài chung với đầu tô vít cũng được ha. Và đầu vít này thì anh chị mình xài đầu vít là đầu vít size lớn tầm khoảng là gần 8 ly á, tầm khoảng 7 ly 8 nha, tầm khoảng 7 ly 8 giùm em. Đầu vít gần 8 ly á. Đây là đầu BS2 của Nhật này. Rồi, cái này chốt cho em mã số là 30 ha, giá là 600, một cây tô vít đóng Ngô 2009 Vetsell thép đen của Nhật. Xài vít 8 ly cũng được và xài vít đầu khẩu 1/2 cũng được ha. Em lên mã số. Cái này khá là nặng anh chị, cán còn liền lạc màu vàng. Chiều dài nếu mà tính 1/2 thì tới đây tầm khoảng là 14 15 xăng thôi, còn nếu mà tính tàu tổng cái này thì nó tầm khoảng là 17 xăng hơn. Mã số là 30 600. 31. Em lên một cây 31 ha, em lên một cây Banme Mitutuyo ha. 31 cây này là nguyên zin đập hộp chưa sử dụng luôn chị. Ở hàng bãi mà phải ráp đâu, hàng bãi nhưng mà nó mới nè. Chưa xài nha anh chị. Mã số là 31 ha. Hàng bãi mà mới chưa xài anh chị. Đó. Mitutuyo ha. Made in Japan, sản xuất tại Nhật này. Đây là một cây Banme thức kẹp cho anh chị mình đo gem ha, cho anh chị mình đo gem ở bên bao bì cắt tông, bao bì giấy, hoặc là anh chị mình bao bì nhựa thì mình xài những cái thước đo gem Banme này rất là nhiều. Còn nguyên cái bộ để anh chị mình mở này, cái này nguyên trong bịch chưa mở luôn nha anh chị nha. Rồi giờ em sẽ view thông tin cho anh chị mình xem. Anh chị mình cứ tìm là Mitutuyo ha. Dòng sản phẩm là 103-137 hoặc là M110-25 Made in Japan của hãng Mitutuyo này. Cái này anh chị mình có thể đi tặng những thợ mà đang cần sử dụng cái thước Banme thước kẹp này cũng được. Đây là giấy chứng nhận kèm theo ha, Mitutuyo, và đây là cái dòng sản phẩm này. Đó. Đây cái catalog ha, thông tin hướng dẫn xài Banme kèm theo nha chị. Cái này chưa có xài đâu, rất là mới luôn. Đây cái thước hướng dẫn Banme kèm theo. Rồi. Đây. Nguyên siêu chưa bóc vỏ nha chị, hai cái siêu còn nguyên zin chưa bóc luôn này. Đó. Yên tâm xài ha, giờ sẽ view cận cảnh cho chị mình xem. Đây là chưa bóc siêu luôn nha chị ha. Cái siêu còn nguyên zin. Yên tâm ha. Đầu nguyên zin đẹp nha chị ha, không có bị rỗ rỉ hoặc là bị dính nước gì hết trơn, mới tinh. Rồi 0.25 mm, 0 đến 0 từ mình sẽ đo từ 0 đến là 2.5 xăng ha, và cái độ chia độ thai số là 0.01, rất là nhỏ, đo chuẩn xác này. Này anh chị nào cơ khí hay là cơ khí hoặc là bao bì nhựa, bao bì giấy mình đo độ mic á, thì anh chị mình xài này nhiều. Chưa xài luôn ha, mình đi tặng cũng được. Này anh chị mua vô phải tầm trên 1,5 triệu anh chị nha. Rồi chốt cho em mã số 31, giá 650 luôn. Em lên mã 32. Rồi 32 em có một cây đuôi chuột 2 số 10 13 của Nhật ha. Cây này thì hàng chưa sử dụng của hãng Super của Nhật này. Cây này được sản xuất tại Nhật luôn nha chị em, Super sản xuất tại Nhật. Cle đuôi chuột số 10 và số 13 nguyên zin ha. Đó, nguyên zin luôn, hai đầu mới tinh. Chiều dài cây này tầm khoảng là 22 xăng, chốt thì em mã số 32, giá là 150 ha. Dòng này dòng thép đen rất là ngon, xài bền. Dài 22 xăng, cle đuôi chuột số 10 và 13 của Super ha. Em lên mã 33. Rồi 33 thì em có một cây taro. Cây này là của hãng Hahead 33. Hahead anh chị ha. Đây Hahead Tool. Hahead Tool thì bữa nào em có bán một cây khoan mini, khoan mini Made in Japan của Nhật này. Nên nãy giờ chút xíu nữa em lên có một cái mã gì là cũng của hãng Hahead này này. Rồi. Hàng chưa xài anh chị ha, taro chưa xài. Để em coi này TH mấy.
À, cái này thì taro tầm khoảng TH10 anh chị. TH10 là anh chị mình thấy là từ 4 đến 10 ly này. Đây, dòng TH10 là cái sản phẩm này, từ 4 ly đến 10 ly giùm em ha. Đó. Hai bên đầu nó hơi có bị ấy thì về anh chị mình spa ha, mình đánh cái rỉ đi giùm em, nó hơi có vàng vàng chút xíu nhưng mà cái đầu là còn đẹp nè. Đó. Rồi đầu bên trong nha chị em, đầu bên trong còn nguyên ha. Đây. Này cũng có xà lướt chút xíu thôi. Đó chứ còn đẹp anh chị em, đầu thẳng đẹp nha. Đó. Về anh chị mình gắn lại xài giùm em ha. M4 đến M10 nha chị nha. Rồi, cái này anh chị mình chốt giùm em mã 33, giá là 80.000 ha. Một cây taro M4 đến 10 của Nhật, TH10 ha. 33 80.000. Rồi em lên mã 34. 34 thì em có một cây này là cây 3/8 ha. 34 cây này là hàng của hãng SAK của Nhật ha. Chrome vanadium thiết kế rất là giống Snap-on này. Đó. Nhưng mà cây này là hàng SAK của Nhật ha, chất lượng hàng SAK, chất lượng xài bền. Cây này cốt dài nữa, cái phần cán dài anh chị mình vô góc kẹt cũng được. Phần này thì do là họ siết cái phần mà lục giác T này vô chưa có cứng ha. Vì anh chị mình lấy cái lục giác T ha, em biết T mấy để em siết luôn. Là anh chị mình xài ngon lành, lách léo là một góc 180 độ ha. Xài sai với cần tự động, xài chung với bộ khẩu 3/8 giùm em. Này về anh chị mình lấy cái lục giác T mình bỏ vô giùm em. À, cái này xài lục giác thường cũng được ha. Rồi, chiều dài tầm khoảng là 39 cm, 39 là size 40 bốn tấc á. Anh chị mình vô những cái gầm xe hoặc là khi mà vặn những cái bánh xe mà cái cần nó dài tầm khoảng 4 tấc như thế này thì xài nó rất là dễ, có lực và anh chị mình bẻ nó cũng nhanh nha. Cần càng dài thì anh chị mình càng đỡ lực. Rồi mã số 34 235. Em lên một cây 35, một cây cắt cáp ha. Đây là cây của Tone. Cây này thì dòng sản phẩm là RCC 32, cắt phi 32 độ lại giùm em, mã số 35, 1.1 triệu ha. Cái này thì đẹp anh chị, 35. Dòng cắt cáp Tone thì rất là xịn rồi. Ngon lành, cán liền lạc, ngon lành màu đen này. Đó. Đây ha. Rồi. Về phần lưỡi thì form lưỡi đủ anh chị ha. Anh chị mình thấy form đủ lưỡi này. Đây mặt này ha, có một cái nút xài sơ chút xíu, còn lại bên này đẹp rồi nha. Dòng kiềm cắt cáp phi 32 ly độ lại của Tone giùm em, on off. Rồi giờ sẽ mở ra cho chị mình xem ha. Chiều dài tầm khoảng là 23 cm. À, cái khóa lại, cái khóa chỗ này đi chị. Rất là hiện đại ha. Cái này thì cái phần thép ở dưới này chị mình thấy còn đẹp này. Mạ chrome còn mới tinh ha. Cái này đang để chế độ off, muốn biết sao để vặn là cái chế độ on này. Như thế này là khóa này, khóa trên khóa dưới nha chị nha. Này bên em vô keo nó hơi cứng một chút. Đang để chế độ lâu rồi. Mở cái open này. Rồi, lưỡi thì còn đẹp ha, mặt sau cũng còn láng này. Này anh chị nào mình chốt thì mình chốt ha, rồi thì bên em sẽ spa lại, đổ keo, đổ dầu cho nó trơn. Rồi cái này mã số là 35, giá là 1.1 triệu ha, một cây cắt cáp của Tone 35, phi 32 ha. Em lên mã 36. 36 thì em có một cây kéo cắt tôn ha, đây là hàng của Swiss của Mỹ, dòng sản phẩm là Swiss W16, cây này thì khá là nặng nha chị ha. Và cây này dòng đầy cũ cho anh chị mình sưu tầm mình xài cũng được, cắt lá tôn dày lớn ha, 4216 nè. Anh chị mình thấy lưỡi nó còn láng ngon ha, bén cực kỳ. Đó, cây này rất đẹp luôn. Đây, ốc hình tam giác đặc trưng của những cái cây kéo của Mỹ ha. Cây này lưỡi zin đẹp nha chị nha. Đó, ngon lành, sweet ha.
Đó. Cái này thì nặng 1,4 kg nha Giang, 1,4 kg giùm em. Phần lưỡi thì dài tầm khoảng là 6,5 cm, gần 7 cm này. Chiều dài tổng thể cái này tầm khoảng là 4 tấc ha, 40 cm. Cái này chốt giùm em mã số 36, giá là 3,550 ha. Kéo cách tôn của Mỹ rất là nặng và lưỡi là zin ha. Cắt luôn cho anh chị mình xem cho nó dễ. Cắt ngọt cho anh chị ha, cắt ngọt đi, tại vì nó to quá rồi em kéo không được. Nói chung là ngọt hết cây nha anh chị nha. Mã số là 36 550, kéo cắt tôn Mỹ nặng 1,4 kg, dài 4 tấc giùm em. Em lên mã 37. Đây là một cái chiếc khoan tay ha, phiên tiệp cho anh chị mình khoan bằng tay cho anh chị mình sưu tầm, mình đề co cũng được, đề co tiệm DIY hoặc là mình xài cũng được ha, vẫn được. Đây, đây là cái tay cầm để mình bợ mình khoan ha. Đó. Nước ram màu đen còn nguyên sơn, màu đen còn nguyên zin, phần cán còn khá mới này. Trên này có chữ nha anh chị em, không biết chữ gì đây. Đây có chữ đàng hoàng ha. Cây này còn khá mới. Mực in ở trên phần gỗ mà còn luôn. Rồi trên này có chữ là trademark ha. Đây là chữ trademark, còn đây là chữ size ha, right của Nhật. Đây là Tokyo này. Tokyo ha, Tokyo Nhật này. Nó không biết này là hãng Yoshi hay Yuri gì đây. Đó. Công ty ha, đây là tên hãng công ty, LTD là công ty trách nhiệm hữu hạn ha. Rồi. Nói chung là cây này trơn tru hoàn hảo nha chị em. Giờ em view tới cái phần phần đầu khoan cho chị mình xem. Đầu nguyên zin này, không có bị chảy chữa gì hết ha. Đầu nguyên zin đẹp. Rồi cân nặng của cây khoan tay này cho anh chị mình sưu tầm hoặc là mình đề co cũng được. Cây này thì khá là mới, hoạt động trơn tru hết, yên tâm xài ha. Rồi cây này nặng gần 2,1 kg anh chị em, nặng gần 2,1 kg giùm em. Gần 2,1 kg chiều dài. Chiều dài là 38 cm chị em, 38-39 cm. Rồi cái này chốt giùm em. Nãy là nặng 2,1 kg rồi. Mã số là 37. Giá là 700 ha. Một cây khoan tay của Nhật, hàng trơn tru nguyên zin cho chị mình xài. Còn nguyên lớp sơn màu đen luôn. 37-700 ha. 2,1 kg chuyển khoản đổi em bao ship ha. Rồi, mã số là 38. Nha chị ha. 38 để em lên một cây 38 ạ, em lên một cây cần siết lực 3/8 của Tone ha, 38. Cây này thì rất là mới chứ, để em lau cái tay đi. Anh chị, cây là một cây cần siết lực rất là mới của Tone ha. Cây này thì gần như chưa xài nên chị, rất là mới. Các chi tiết mới tinh này, cái này anh chị mình có hai vặn những cái máy móc mắc tiền ấy, mà anh chị mình xài. Ví dụ như anh em gần đây em hay coi những cái clip mà họ ta vặn những cái xe mà Rolls Royce, người ta vặn những cái con ốc anh chị. Thì họ vặn một, ví dụ như là bốn con ốc mà nó đều một cái lực ấy, thì người ta sẽ xét một cái lực rõ ràng ha. Thì khi xài đúng lực thì nó không có bị chày cái con ốc. Cái này thì anh chị mình áp dụng cho những cái máy móc trong nhà xưởng, mà những máy móc mắc tiền như máy in, máy xét nghiệm, máy thí nghiệm gì cũng được ha. Tone, dòng sản phẩm là đầu 3/8 nha chị em. Tone T3MN50 thì lực lớn nhất là 50 Newton và nhỏ nhất là 10 Newton ha, 10 Newton nhân mét. Đó, cái này thích hợp cho anh chị mình sử dụng cho máy móc nhà máy hoặc là những con ốc nhỏ mà mình cần cái lực chính xác là từ 10 đến 50 Newton, khoảng lực này thì mình sẽ sử dụng cây này. Rồi cái này em đang xét cái chỗ mà 3 Newton này. Cái này thì hoạt động trơn tru hoàn hảo ha. 3 Newton em bấm bằng tay cũng được nha chị em. Đó. Sẽ gạt theo cái chiều mũi tên này giùm em. Xài chung với bộ cần tự động khẩu 3/8 giùm em ha. Cây này thì quá mới luôn. Đó. Lực nhỏ nhất là từ 10 cho tới 50 Newton ha. Đó. Mới tinh nha chị em. Đây là phần cái phần mạ bên ngoài màu xám xám là còn nguyên zin ha. Quá mới luôn. Rồi. Đó, cái này thì xét lực ha. Cái này thì khóa lóc lực lại. Cái này rất là mới chị em, cái màu nó màu bạc chứ không phải là nó bị cũ ha. Và nguyên lớp mạ màu vẻ màu bạc bên ngoài còn nguyên zin này. Chiều dài của cây cần lực chỉnh lực Tone 1/3/8 này là khoảng hơn 30 cm. Chốt giùm em mã số là 38 ha, mã 38 giùm em. Cán còn liền lạc ngon lành, mã 38.
38 thì em nghe chị nha. 38 một cây cần lực Newton. Rồi, em lên mã số 39. 39 thì em có một combo gồm có này. Đây là một bộ 3/4 của hãng là Snap-on ha. Cây này thì anh chị mình sưu tầm hoặc là mình thích sưu tầm thì mình mua ha. Cái phần mà tay ship này này, cái tay ship mà này chắc khoảng 4 tấc hơn á. Tầm khoảng 5 tấc thế nha. Cái tay ship này là 50 xăng 5 tấc hơn. Cái tay là tay ship thì nó hơi có bị cong nhẹ khúc này, thì anh chị mình về mình ra cái tiệm mà nắn chỉnh lực á, nắn thủy lực á, mình nắn cái này cho nó dài thẳng lại ha, nó hơi cong cong nhẹ do người ta có vặn á. Mình về mình ra tiệm mình bắn vặn lại, mình chỉnh nó lại cho nó cứng. Tầm khoảng mấy chục ngàn thôi là anh chị mình nhờ tiệm họ làm lại ha. Hàng của Snap-on. Cái này mã số 39 nguyên combo này dùm em ha. Đây là mã bóng gương đẹp này, không bị chày trước gì hết ha. Size là size 3/4 nhưng chị ăn size lớn dùm em. Cái này anh chị mình vặn chứ phải xe container, xe tải lớn hoặc là những máy móc tàu thủy ấy, thì mình sẽ sử dụng những cái này, tàu thủy, tàu biển ha. Rồi cái chỗ này là đầu 10, gần 19 ly nha chị ăn, size 3/4, 19 ly dùm em. Nguyên viên đẹp nha. Hàng của Snap-on Utah, anh chị mình tìm dòng sản phẩm là Snap-on L72T. Cái này thì mình sẽ máy móc tàu thủy, xe container, xe tải mình xài nhiều. Và cái cần này thì anh chị mình có thể mình gỡ ra mình xài chung với lại cái cây này cũng được ha. Đâu, cái cây nào? Đây. Đây là cái đầu như là hồi nãy là cái cốt ở giữa. Cái cốt này là tầm khoảng là hơn 2 xăng chị em. Cái lòng trong lọt lòng là tầm khoảng hơn 2 xăng, khoảng hơn 2 xăng ha, là mình sẽ xài chung với cái này giùm em. Cái tay này mình xài chung cho hai cây đều được. Rồi, hơn 2 xăng ha. Cái tay này anh chị mình xài chung cho cắm cái đầu này vô cũng được anh chị em. Đây là hai cái khúc rời. Rồi, em cân nặng cái bộ này trước đi. Gần 2,7 kg anh chị ăn, cái cục này không là gần 2,7 kg nè. Đó. Rồi giờ em view ha. Tới cái cây này là cây thép đen của Snap-on. Cây này là cây 3/4 luôn. Anh chị mình tìm dòng sản phẩm là Snap-on GS15B ha, Yuda. Đó, cây này rất là mới. Đây, phần đầu nguyên zin này. Thép đen Snap-on rất là ít gặp nha chị nha. Và cây này là cái cây 1/2 nha chị em. 1/2 cộng với một cái đầu nối ra 1/2, cái này nối ra 3/4 ha. Đó. Này gật gù được 180 độ, nguyên zin không có rơ lắc. Rồi. 1 2 3 4 chi tiết rồi nha chị nha. Rồi cây này dài tầm khoảng là 40 xăng luôn, 40 xăng là hai cây. Rồi đây là một cây nối 3/4 ra 3/4 size lớn ha. Anh chị mình tìm dòng sản phẩm là Snap-on GL62 sẽ ra thông tin cái này ha, đầu đẹp này. Chiều dài cái này tầm khoảng là 20.5 xăng hơn. Rồi cân nặng của cái cây nối âm dương 3/4 này tầm khoảng gần 800 g, gần 800 g nha chị nhé. Rồi tiếp theo là một cây nối này, mình có thể mình xài chung với cây cần, cái cán này để anh chị mình làm thành một cây xít, một lắp léo 180 độ và ra đầu là 3/8 nha. Đó. Hàng này Snap-on luôn, Snap-on GL112E. Rồi, đẹp nha chị, chiều dài tầm khoảng 12 xăng. Nguyên bộ này, anh chị mình chốt giùm em mã số là 39 nha. 39 bộ này giùm em, mã 39. Rồi, em lên mã số 40 ha. Em qua một ít bonsai để em qua 40 này. Rồi hôm nay thì em có được hai cái lưỡi rìu anh chị ăn, lưỡi rìu cơ bản, rìu chặt, rìu đẽo hoặc rìu bộ cũng được. Hai cây này thì làng nghề Tosa và dòng là dòng đặc biệt ha. Dòng đặc biệt có 40 nha chị ăn, phải 40 không? Rồi 40 nha chị ăn. Cây này thì có hình chiếc lá này, chiếc lá giống như lá phong rồi nha chị ăn. Tosa. Rồi những cây này là thép giấy xanh, ba lớp thép lõi giấy xanh nha chị ăn. Rồi anh chị mình thấy này. Ba lớp thép đầy đủ ha. Đây là cái đường tách lớp anh chị. Đây là cái đường tách lớp nha. Đó. Ram đen còn nguyên zin ha. Tosa. Đó. Rồi chữ nhật đầy đủ nha chị em. Rìu này ít gặp lắm. Đây thì nó hơi có kính cánh sơ cái phần đầu búa nha. Rồi, cái này cái đường thép thôi chứ không sao nha chị em. Họ rèn thủ công bằng tay á. Những cái này mình sưu tầm ha, dòng là dòng hàng xịn nha chị nha. Đầu nó hơi có chày chày, cái này là những cái vết họ đóng thôi, không biết đóng cái gì mà nhỏ nhỏ, những hình vuông nhỏ nhỏ này.
Nhưng mà chiếc lá là khắc chìm này, hàng nghề tô sa, vân xuất dọc, bên này 4 tia, bên này là 4 tia tô sa của Nhật. Cân nặng đầu rìu này tầm khoảng 1,2 kg hơn, nên là anh chị mình lên cá nó chắc tầm khoảng 1,5 kg hơn ha. Chiều dài là tầm khoảng 20 cm, chiều dài phần lưỡi rìu 3 lớp ha, là tầm khoảng 8,3 cm, nặng là 1,2 kg. Anh chị mình chốt cho em mã số 40, giá là 650 ha. Dòng mà da dẻ láng mịn như thế này ít gặp rồi, nên là thích mình chốt cái này về xài. Mình chốt cái này về xài ha. Đầu họ có sàn lướt chút xíu giùm em, mã số là 40 650. Rồi 41 cây này anh chị ha, cây này thì ít gặp, này dáng nó bè bè bự hơn chút xíu, và đây là có hình một con chim ha. Trên này thì có mọc anh chị ha, 3-4 tia ha, và đây là có mọc này của làng rèn tô sa luôn anh chị ha. Nãy nó sượt ngang qua cái mà để nó nhận đứt tay anh chị, sượt ngang qua cái mà để lại cái lằn luôn, mài bén dữ lắm rồi nha anh chị nha, quá bén rồi. Ba lớp nha anh chị nha, ba lớp. Trên này có số 1350 nha, chắc là tầm khoảng 1350 gram. Rồi 1 kg 350 đúng rồi nha anh chị ha, nó sượt qua chút mà để là dấu này rỉ luôn. Mài bén rồi nha anh chị ha, về xài cẩn thận dùm em. Rồi cái chỗ này nó hơi có bị nứt cái bể cái phần đầu chút xíu nha. Đó thì mình xài cái chức năng chặt này kia thôi, mình đừng có xài cái chức năng đóng búa. Rồi mã số 41 ha, hình con chim nhưng mà cây này cũng ít gặp rồi. Ba lớp thép đầy đủ của Nhật anh chị em. Em biết họ đóng cái gì mình hay để lại dấu vuông vuông. Rồi này này anh chị mình thấy lõi lên tới trên này anh chị em. Cái chiều dài lõi anh chị mình xài cũng rất là dâu dài ha. Form lưỡi đủ lưỡi anh chị nha. Đằng sau thì có mình ngôi sao cái hình mặt trăng này của làng rèn tô sa ha. Nó sượt chút xíu mà chảy máu luôn. Rồi. Đẹp anh chị ha. Đầu nó có bể chút xíu thì anh chị mình xem ưng ý thì mình lấy ha. Đó. Cái này thì hàng thủ công của Nhật rất là xịn. Cân nặng là 1,3 kg 50 ha, 1,3 kg 50, lưỡi lớn, bản lớn thì mình chặt cái này thì nếu không quan tâm đến chức năng mình đập đầu búa thì mình xài cái chức năng chặt này rất là ngon. Chiều dài và cái lưỡi còn rất là cao nha chị em. Lưỡi này anh chị mình xài cực kỳ bền. Cái này là nguyên form đủ lưỡi, không có bị mòn nữa luôn chị, đủ lưỡi hết. Anh chị mình xài cái lưỡi mà cái lõi cứng để mình chặt á, lõi cứng để anh chị mình xài lên tới đây ha. Chiều dài lưỡi sử dụng là tầm khoảng 9,5 và dài tổng thể cây này tầm khoảng là 20,5 cm. Rồi trên này có logo hình ngôi sao và có hình mặt trăng này, mặt sau cũng có ha, có hình con chim nữa. Này mình sưu tầm nha chị ha, mã số là 41 750. Để sượt có chút xíu rồi. Rồi em lên mã 42. 42 có một cây của cây cưa ha, cây cưa Gomboy Silky 30 cm ha, model code GGB 12130 Gomboy. Cây này thì rất là mới nha chị em. Silky Gomboy. Đó. Lưỡi 30 cm ha. Lưỡi quá mới chị em, bóng gương à. Rất là bóng luôn. Bén cực kỳ. Rám tay nha chị em. Lưỡi này gần như là chưa có chạm ha, anh chị mình thấy những cái đầu răng nó còn nguyên zin này. Này ở mặt trong thì do nó hơi dính nước, chút hơi có bị vòng vàng thì về anh chị mình lấy, thật ra cái này anh chị mình lấy sumo hay là anh chị mình lấy kem tẩy ship á, mình ngâm chút xíu là mình chà là nó hết à, chứ không có vấn đề gì ha. Răng là như chưa chạm luôn nha chị nha, răng những cái đầu nhọn đầu mũi là còn nguyên zin này đó. Cái này size 30 ha, hàng của Silky Gomboy, mặt mày lá sáng sủa, cán còn rất là mới. Mã số là 30 42, giá là 370 ha. Cưa 30 xăng của Gomboy 42 370. 43 em có combo hai cây đục, hàng mới chưa xài đó, thì còn bọc như thế này ha, để em mở ra xem bên trong. Nhưng mà do để trong bọc thì nó bị ẩm nước thì nó hơi có bị nhăm cái đần đầu chút xíu nha. Nên là anh chị mình chốt về mình xài. Đây. Hãng cũng rất là xịn nha chị ha, cũng không có dộm đâu, hãng xịn này. Đó. Đây ha. Rồi. Nói chung là nó hơi có bị nhăm đường nước chút xíu thôi chứ còn không có sao hết nha chị ha. Hơi ố chút thôi chứ cũng không bị nhăm thép gì đâu. Rồi cây này là cây 15 ly ha. Chiều dài tầm khoảng là 21,5 cm. Rồi cây thứ hai. Cây này cũng nguyên zin đẹp, chị không có bị nhăm rỉ hết ha. Đẹp nè. Cây này là 9 ly ha. Rồi cặp này 21,5 cm, một cây 15 ly và một cây 9 ly. Anh chị mình chốt giùm em mã số là 43, giá là 200. Trong này cũng có cái bọc đi em, để rút nó ra. Rồi 43 200 ha. 44 đây là một cây đục ha, đục này là đục giống như thép trắng luôn nha anh chị ha.
và cái khắc rồng ở trên phần này luôn ha. Đục này chắc tầm khoảng 3 ly nhỏ nhỏ nhưng mà xài cực kỳ bén này, anh chị mình đục nó không có để lại 3 via bị nhai nhai gỗ này. Chữ nhật đầy đủ này, cái này của hãng gì Yoshi này anh chị ha. Mặt trước này có khắc rồng, có chạm hai cái con mắt bằng đồng ha. Mã số 44, giá là 300. Bằng gỗ mun anh chị. Gỗ nâu nâu đỏ đỏ ha. Khâu là khâu hình chữ nhật và cái này thì chưa có chạm vô phần gỗ luôn. Cái này đục 3 ly, 2 lớp thép giùm em. Thép trắng, chiều dài tầm khoảng là 22.5 xăng. Và đây là thép trắng ha, 3 ly. Bén cực kỳ. Đó. Rồi mã số là 44. Em lên mã 45. Em qua kéo vải ha. 45 em có một cây kéo vải của 2H ở đây. Hồi nãy anh chị mình thấy cây taro là của hãng 2H của Nhật này. Đây là hãng của Nhật ha. 2H tool như chị ha, 2H tool của Nhật á. Thế cây kéo là nguyên zin nha chị ha, nguyên zin mạ chrome ha. Cái này là mạ kháng rỉ bên ngoài, cái mạ lớp bạc màu bạc bên ngoài, mạ chrome kháng rỉ 2H tool của Nhật. Ở trong này anh chị mình thấy này, đây là thép đen ha, và trên này là họ mạ một lớp chrome kháng rỉ. Này đến hơi có chóc mạ chút thôi, chứ còn về phần form dáng là đủ lưỡi nha chị ha. Đó, mặt mày sáng sáng, sáng láng, sáng sủa đủ lưỡi. Đã vệ sinh và mài bén rồi, về anh chị chỉ việc xài giùm em. Đó. Không rỉ ha, stainless không rỉ theo cách hiểu là mạ kháng rỉ. Chiều dài cây kéo này tầm khoảng là 25 xăng. Giờ em sẽ test cách vải cho chị mình xem. Rồi cắt ngon nha chị nha. Đó. Cắt ngon nha chị ha, cắt rất là ngon. Giờ em sẽ test nguyên cây ha. Đó, cắt ngon lành nha chị. Ok ha. Rồi, ok ha. Rồi mã số 45, giá là 250, một cây kéo cắt vải của hãng 2H Tool nguyên bản của Nhật ha. Em lên mã số 46. 46 em có một cây kéo bếp của Kai của Nhật ha, 46 Kai Made in Japan. Dòng này là dòng hàng chuẩn Nhật, không phải hàng giả hàng nhái ha. Anh chị mình lưu ý giùm em, trên thị trường hiện nay thì cũng có rất một số kéo kiểu này, nhưng mà cái này là hàng chuẩn này. Logo khắc chìm, cái form chữ anh chị mình để ý kỹ ha, cái form chữ và cái in nó khác à, nhưng mình nhìn mình tương ý mình nhận ra. Rồi Made in Japan của Nhật ha, cán bằng nhựa nó có chày chày sơ, nhưng mà cái dòng này cán dẻo, anh chị mình xài bền không có sợ nó nứt, nó rớt, nó bể, nó nứt phần cán. Và cái cây này là thép không rỉ anh chị ha, thép không rỉ lưỡi còn form đẹp này, đó đẹp nha. Đó, cái này anh chị mình cắt hành cắt rau rất là nhanh, ngon lành anh chị ha. Rồi chiều dài cũng dài ha, cây này thì láng đẹp, dài 23 xăng, mã 46, giá là 200. Em lên mã 47. Đây em có một cây kéo đứt hai hình người ha. Cái này thì anh chị mình sưu tầm rất là nhiều, và cây này thì nó còn mới tinh luôn. Đứt hai hình người, chiều dài tầm khoảng 16 xăng. Anh chị mình cắt giấy trong văn phòng mình để nhìn nó rất là sạch sẽ và đẹp. Sholigan của Đức này. Đó. Láng tinh ha. Này anh chị mình xài bén ngoài, giữ cạnh giữ bén tốt, xài xong thì mình nhớ để khô ráo giùm em ha. Dài 16 xăng. Mã số 47, giá 180, một cây kéo đứt hai hình người. Form lưỡi đủ nha chị ha. Cây này là mới tinh luôn. Đây, anh chị mình thấy mặt mày sáng sủa nè. Ok ha, mới. Em lên mã số 48. 48 là một cây kéo của Kai, 48. Những cái này mình mua tầm khoảng 1,5 triệu nha chị ha, nên là anh chị mình thích mình chốt cái này về xài còn rất là mới. Đây, còn nguyên lớp bóng ở trên này. Lớp mạ mờ trên ha. Made in Japan Kai 7230. Anh chị mình tìm thông tin cây này giùm em. Molybdenum vanadium 2 carbon không rỉ ha. Cây này dòng không rỉ cần đẹp nè. Đó. Dòng này dòng Kai cao cấp ha. Rồi anh chị mình thấy giùm em nè, cây này thì rất là đẹp. Hàng xà lướt chút xíu. Cái này anh chị mình cắt giấy hoặc là mình cắt bonsai hoặc là mình cắt đồ ăn cũng được ha. Cái này là cắt giấy rất là ngon nha chị ha. Rồi, dòng này dòng cắt giấy hoặc là cắt văn phòng hoặc là cắt đồ ăn này kia không rỉ ngon. Chiều dài của cây kéo này tầm khoảng là 23 xăng, chốt giùm em mã 48, giá là 300. Lưỡi đẹp nha chị nha. Cái này thì có vết xước sơ thôi, không ảnh hưởng gì nha chị. Cái này trong đầu mũi rồi, còn lại là thẳng đẹp nha. Rồi cái này mã số nãy nhiêu ta? 48 nha chị, giá là 300. Cây kéo Kai của Nhật, ốc rồi mình thích thì mình mở ra mình mài luôn. Kai dòng sản phẩm 7230. Em lên mã số 49. Em có một cây
một một cây nhíp ha. Cây này thì xịn nha Trang, thiết kế rất là giống Masakuni ạ, nhưng mà đây là của hãng MS của Nhật này, dòng này rất là xịn ha. Đó, cây này là nguyên zin, gần như chưa xài, ram màu xanh đen còn nguyên zin luôn. Rồi đây cái khít ở dưới này, gấp rêu, gấp lá, gấp cành gì vân, cái rãnh như cái ram thì còn nguyên zin ha. Đó, đẹp. Này mình sưu tầm ok anh chị ăn xài cũng được. MS của Nhật, hay gặp ở những cái chữ MS anh chị mình hay gặp ở những cây cặp xéo á. Chiều dài cái này là khoảng 21.5 cm, mã 49, giá là 150 ha. Khít đẹp nha chị, đầu đẹp và cái đầu là hình tam giác. Em lên mã 50. 50 cây này là thanh lý ha, 50 cây này thanh lý cho anh chị mình về mình sưu tầm mình xài cũng được. Dòng này dòng của hãng là Mikishio, cái phần tem là chữ nhũ vàng này. Rồi, cái cán thì rất là dài hình giọt nước này. Đó. Cây này thì dày ha, nhưng mà cái lưỡi của nó thì nó có bị mẻ dăm, nhưng mà cây này thì về anh chị mình cắt cành vẫn ok. Mẻ dăm thì mình xài giống như một cái mấu để anh chị mình cắt cành to thôi, cắt vẫn ngọt không vấn đề gì nha anh chị nha. Còn không thì cứ về xài chừng nào mình cắt tới cái khâu mấu đó thì mình xài mài tới. Còn cái mũi này thì mình rất là cứng và bén và dài này, cái mũi này còn rất là dài, mình dùng để mình tỉa dăm tỉa chồi bằng cái mũi này cũng được ha. Nói chung là tình trạng nó còn như vậy. Còn anh chị nào mà tay nghề cao mình về mình sửa thì mình vẫn sửa được ha, mình vẫn sửa được. Rồi cắt bén nè. Rồi mã số là 50, giá 100, một cây kéo tỉa dăm của Miki chữ nhũ vàng, dài là 18.7 cm. Rồi mã 50 100 ha. 51. Một cây kéo tỉa dăm ha. Cây này thì mộc là có chữ Tamahagane anh chị ạ. Đó, mộc là có chữ Tamahagane ha. Mộc là chữ Tamahagane, còn ý nghĩa của nó là thép hay là một cái tiêu chuẩn nào đó thì em chưa có rành nha. Đó. Nhưng mà mọc là chữ Tamahagane. Rồi cây này thì anh chị mình thấy là cái phần da ở dưới thì nó hơi có chân kim khúc trong này ha. Con này về mình thích đánh bóng cho nó sáng cái phần mà rám nám màu đen, cái này là nám thôi chứ không bị rỗ, nó hơi có nhăm nhăm chỗ này chút xíu chấm chấm thôi. Đó, form nữa là đẹp nè. Đó, về thì cây này về anh chị mình tỉa dăm tỉa chồi tỉa lá thì ok ha. Chiều dài của cây kéo tỉa dăm này tầm khoảng là 19 cm. Rồi. Cắt cho anh chị mình xem luôn. Cái này thì chắc là về mình mà lại chút xíu giùm em ha. Rồi cây này 150 cho anh chị mình về mình mà lại chút xíu giùm em ha. 150 mã 51 luôn. Rồi em lên mã 52. 52 thì có một cây cắt kẽm ha. À cây cắt rễ. Mình cắt rễ, cặp rễ hoặc là mình cắt mất cái bay mất cái tem nữa. 52. Mình cặp rễ cho chị ăn 52, mình cặp rễ hoặc là mình cắt cành cũng được, hàng mới chưa xài. Trên này có chữ chắc mắt của Nhật này, anh chị mình thấy còn cái chữ mờ mờ cái dòng đây có hình logo hình thoi này. Đó, đây là tên hãng nha, logo hình thoi này có dòng số ký tự Latin, anh chị mình hay gặp ở những cây cặp xéo á. Thì cái này hàng cặp rễ chưa xài, dài 18.5 cm, lưỡi sử dụng là 16 ly ha, hàng mới chưa xài, có lò xo trợ lực luôn. Anh chị mình xài thì về mình búng lại giùm em chút xíu, bỏ lên miếng dầu đây là nó trơn ra. Dài 18.5 và phần bản lưỡi anh chị mình cặp rễ là 1.6 cm giùm em. Giờ em sẽ cuốn giấy cắt ngọt rồi nha chị ạ. Này về chị việc xài thôi, thích thì mình sửa ba thêm phần cán, xử lý cái keo dính giùm em chút xíu là được. Rồi test cho anh chị mình xem luôn, zin chưa sử dụng của Nhật nha chị ạ. Đó, rất là ngọt nha, ngon lành, quên chưa bỏ miếng dầu đây ha. Còn nguyên lớp ram mà gọi là ram xuất xưởng chị. Đó, ram đen xuất xưởng luôn. Rồi. Cắt ngọt rồi, bài bén rồi ha. Mã số 52, giá là 350, chữ Nhật đầy đủ này. Đó, 53. Em lên một cây ha, cây kéo chữ A ghép đồng đời cũ và đây này của hãng là Yamamoto của Nhật nha chị em. Những dòng này thì anh chị mình xài cực kỳ bền ha, dòng thép đầy cũ ít gặp rồi. Này có 4 gạch này, đó. Cây này là phần cán đúc của nha chị em, cán là cán đúc luôn ha. Bên nào cũng có 4 gạch hết. Rồi kéo chữ A ghép đồng Yamamoto, hàng này rất là xịn nha chị em. Yamamoto hàng này không có thua gì so với lại bông lúa hết, càng xài càng bén. Bên này là anh chị mình thấy là da dẻ láng ha, đời cũ mà cây này được bảo quản rất là tốt nên là cái phần da dẻ còn láng đẹp. 4 gạch ha, bên này cũng 4 gạch cán đúc luôn. Rồi ốc đồng tròn này, Yamamoto của Nhật ha, chữ A bông ghép đồng này. Form lưỡi đẹp nha chị em, form lưỡi da dẻ láng hết và anh chị mình thấy form lưỡi rất là đầy đủ này. Đó. Ốc ác zin không rơ lát ha, ốc đẹp không rơ. Bấm mũi lên chị. Rồi. Cắt hết cành ha, cắt ngọt đàng hoàng. Quá ngọt luôn ha.
Chỗ này là cái vết ố sơ ha, không có bị nhăm rỉ luôn chị. Chiều dài của cái kéo A ghép đồng đúc này, kéo A ghép đồng đúc của hãng Yamamoto này tầm khoảng size 20 ha, và đo ra tầm khoảng là 20.5 xăng. Anh chị mình chốt giùm em mã số 53 ha. Kéo A ghép đồng đúc Yamamoto của Nhật size 20.5. Rồi em đã lên là 53 mã clip số 22 ha. Anh chị mình chốt mã nào mình cứ nhắn tin điện thoại và số điện thoại trên tiêu đề giùm em ha. Bấm nút like và nút đăng ký kênh để theo dõi các clip mới bên em ha. Em xin chân thành cảm ơn.